quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà anh Trung Nghĩa để trò chuyện sau. Xin kính chào quý vị. Welcome to VTD Music Productions. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp một nam nghệ sĩ với một biệt danh là 10 ngón tay vàng. Đó là nam nghệ sĩ Trung Nghĩa. Xin anh Trung Nghĩa cho quý vị khán giả một lời chào. Trước tiên là cảm ơn Thanh Trúc và VTD Music đã cho anh cơ hội để mà anh em mình nói chuyện, mà đặc biệt là Thanh Trúc lại đem một cái crew đến nhà anh Nghĩa để mà quay. Hồi xưa giờ anh Nghĩa cũng lên TV nhiều mà chưa có ai đến nhà mà quay một cách real life vậy, thì rất là vui và rất là hân hạnh được đón tiếp VTD Music đến túp lều tranh lý tưởng của anh. Yeah. Anh, em biết là anh đã cộng tác với trong cái nghệ thuật này cũng khá lâu rồi hả anh? Rất lâu hơn bao nhiêu năm anh ạ? Hơn 50 năm rồi. Wow, nhưng mà sao anh nhìn trẻ quá vậy? Cái lý do tại sao, bí mật là cái gì? Bí chút xíu là cái bí mật là trẻ. Vậy là quý vị phải coi tiếp tục mới biết là cái bí mật là cái gì nha quý vị. Em thấy là có một cái mà hay đó là em nghe nói là anh Trung Nghĩa là một nhạc sĩ nhưng mà không có rượu chè quý vị, không cờ bạc, không hút thuốc. Trai gái thì em không biết nha. nhưng mà em thấy hay thiệt đó. Cái đó hay thiệt đó, cái đó là em phải khâm phục đó. Tại vì đối với lại một nghệ sĩ đó thì em thấy là trong bốn cái phải dính một cái, đúng không anh? Anh không dính hả? Anh không dính cái nào. Bây giờ em muốn hỏi thêm là bây giờ anh Nghĩa là độc thân hay là đã có vợ rồi? Không, bây giờ thì ván đã đóng thuyền rồi. Ván đã đóng thuyền. Thì thật tình anh Nghĩa cũng là không nghĩ là anh Nghĩa bước thêm một bước nữa, tại vì 6-7 năm nay anh Nghĩa đã độc thân rồi, và anh Nghĩa rất là happy với cuộc đời độc thân. Anh Nghĩa thôi nghĩ vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà đến chừng khi mà mình đi về Việt Nam á, thì mình bị một người nắm trái tim mình, nhưng mà mình không thể ngờ được ngay cái lúc này mà anh đã có được một cái gia đình mà mình không tưởng tượng là mình sẽ có được. Quý vị ơi, anh Trung Nghĩa không có thể nào mà giải thích được tại sao anh lại bước thêm một bước, tại sao anh Trung Nghĩa lại phải follow his heart, và tại sao Băng Nhi lại yêu một nhạc sĩ 10 ngón tay vàng. Đây là người lý tưởng của nhạc sĩ Trung Nghĩa, đó là Băng Nhi. Xin ca sĩ Băng Nhi có lời chào quý khán giả của VTD Music Production. Băng Nhi xin chào chị Thanh Trúc và xin chào tất cả quý vị trên VTD Music. Chị nghe nói rằng là giữa anh Nghĩa và em là cách nhau 38 tuổi hả? Yeah. Oh my goodness. Có 38 tuổi thôi. Có 38 tuổi. Vậy là anh Nghĩa còn giỏi hơn là Tổng thống Trump nữa. Trump cách vợ có khoảng mười mấy hai chục tuổi thôi. Dạ vâng. Vậy là người ta nói là phải là người giàu, phải là người có tài, hoặc là phải là người đẹp trai thì mới lấy được vợ trẻ. Anh là cả ba luôn hả? Không thiếu chỉ giàu thôi, nhưng mà đẹp trai với lại... Đạo đức sáng ngời. Em còn nhớ anh Nghĩa nói em là tình yêu giữa anh với lại Băng Nhi ấy, là giống như là chồng già vợ trẻ quý vị. Nhưng mà em thấy là rất là xứng đôi. Hôm nay anh trẻ hơn hồi đó nữa. Nhờ Băng Nhi đó, nhờ em đó. Đúng rồi. Với lại tự nhiên khi mình happy đó. Dạ. Rồi thì nó vậy thôi. Vậy là có nghĩa là hồi nãy mình hỏi anh Trung Nghĩa là cái bí quyết nào mà làm cho anh trẻ, thì đây có phải là cái bí quyết đúng không em? Vậy thì bà xã anh là khoái trồng cây, trồng đồ, trồng rau, cỏ, trái cây. Thì dòng với lại ăn rau nhiều trẻ vậy. Chồng gái rồi không ăn bị giận. Trời. Cái này có nghĩa là sợ giận mới ăn cái gì. Nhưng mà
Nếu mà anh Nghĩa nói như vậy chắc em phải đi tìm chồng trẻ. Tại vì em cũng lấy chồng già. Chồng em á cũng giờ không khoảng cách xa như là anh với lại Băng Nhi, nhưng mà cũng 11 tuổi. Khi... Nhưng mà em thấy anh trẻ măng à. Không, nhưng mà cũng biết gì không, khi mà anh Đức anh nghe là anh Nghĩa lấy vợ cách 38 tuổi á, thì anh có đêm hôm đó anh cứ vô phòng với em đấy chứ. Trời ơi, ước gì mà anh cưới vợ trẻ hơn em. Nói ừ tại sao vậy? Tại vì lấy em cách nhau 11 tuổi rồi mà bây giờ em cứ than là đau lưng rồi, nhức óc rồi tùm lum hết. Có một thật tình á chút đó, một tủ thuốc trong kia là của người đẹp này, không phải của anh chỉ có uống anh chỉ có uống mỗi cái glucosamine để mà cho cái lại không mà thiệt ảnh không bao giờ uống viên thuốc gì hết đó nha, chỉ có uống thuốc qua bổ hàng ngày, vitamin hàng ngày thôi. Để anh tại tennis nhiều quá sợ cái lại gối nó bị ấy thôi chứ không có nhiều. Ừ. Anh không có bất kỳ thị bả hai cái mấy cái không, tại vì công việc của em á là công việc full sam thành ra em phải dùng mắt kiến, để tại vì em làm là cho khách rất là kỹ. Em mà sót cỡ một cọng tóc thôi là em cũng không chịu, em phải làm rất là kỹ. Vậy là ngày hôm nay lại thân trước lại biết thêm hai chi tiết nữa mà muốn share quý vị luôn. Anh Trung Nghĩa nói là anh Trung Nghĩa là thích đánh tennis, vậy thì anh đánh tennis lâu chưa? Ồ anh đánh tennis là 30 mấy 40 năm rồi. Bây giờ vẫn còn đánh? Vẫn còn đánh mỗi ngày. Oh wow. Nhất không, bây giờ đánh đánh nhiều hơn rồi đó nữa. Vậy à? Đánh tennis thì đừng đánh vợ. Còn Băng Nhi thì bây giờ chị lại biết thêm là em lại có một cái nghề tay trái nữa. Đó là nghề xăm hả cưng? Dạ, phun xăm và facial, nó lông mi. Em làm lâu chưa? Dạ, em qua đây, tính ra thì em mới qua đây được 9 tháng. Nhưng mà em mới đi làm đây được hơn 3 tháng chồng ha. Khi mà anh và Băng Nhi á, thì là Băng Nhi không phải mục đích qua đây để làm ca sĩ ngôi sao cái gì hết. Băng Nhi từ lúc đầu trong đầu cũng nghĩ là để có một cuộc sống vợ chồng, một cái mái gia đình mà hai người đang tìm. Và còn cái chuyện ca hát là anh là người khuyến khích nè. Chứ Nhi nói thôi để anh đi làm neo, đi làm cái gì xong. Bây giờ mình có giọng hát, làm hát được. Thứ nhất, anh là người đam mê ca nhạc và xã anh cũng đam mê ca nhạc vậy thôi. Chứ không phải là những người... Thì bây giờ anh cũng vẫn làm, định làm cho bà xã đĩa rồi quay MV. Nhưng mà không phải là cái mục đích cho bà xã nổi tiếng đâu. Cái niềm đam mê, em là ca sĩ, Đức Đức là nhạc sĩ, ca sĩ cả đã hiểu. Không có giờ chết đâu. Thì em nghĩ là cái gì nó cũng là định mệnh. Đúng không? Giống như chuyện tình duyên của anh với lại Băng Nhi cũng là định mệnh. Thì bây giờ anh Nghĩa đã nói là vì cái nụ cười của em, không phải ánh mắt, vì nụ cười của Băng Nhi mà đã làm cho anh melt, his heart melt. Thì bây giờ, vì cái gì của anh Nghĩa mà làm cho trái tim em rung động mà? Thực ra thì lúc mà mới gặp anh Trung Nghĩa thì được anh mời đi từ thiện mấy chỗ luôn. Thì thấy anh này cũng... sáng ngời quá. Ừ, rất sáng ngời. Thấy hiền, chứ lại tốt bụng, không có... không có có ăn chơi gì hết á, thấy cũng hiền thôi. Thì mình cũng tìm hiểu coi, rồi sau thì thấy ảnh thương mình, chăm nom cưng chiều lắm. Wow, chúc mừng anh chị. Băng Nhi thì Băng Nhi thì trẻ tuổi hơn em, nhưng mà tại vì khi mà kêu anh Trung Nghĩa thì phải ở là ngoài đường á, bạn bè cứ nói bây giờ bạn hai kêu bằng sư phụ, bây giờ kêu sư mẫu đó thôi, em sư mẫu kêu bằng sư tử. Một người đàn ông lý tưởng phải có 4 thứ. Đúng không cưng? Thì Băng Nhi cũng có chia sẻ với em tuần trước là nói chứ chờ anh Trung Nghĩa, trời ơi chị ơi anh tuyệt vời luôn, em cũng mê anh, yêu anh lắm, tại vì anh có một cái tâm rất là tốt và anh không có rượu chè nè, thuốc lá rồi gì nữa. Không nhậu, không nhậu nè, không thuốc lá, không trai gái, không cờ bạc. Trời. Đúng, và nếu mà đúng như vậy thì em không biết, chị không biết là em nên vui hay là em nên buồn. Em đang tại vì cũng lo lo. Tại vì chị có một cái câu chuyện là chị đọc ở trên Facebook mà chị đấy, trước khi chị tới chị nói chứ, ồ sao cái này hợp với anh Trung Nghĩa quá vậy nè, cũng hơi để nghe coi có giống anh để không. Nghe, nha, một tỷ phú ăn mặc bành bao, cưỡi ô tô sang trọng, đang đi thì gặp một gã ăn mày rách rưới và hôi hám. Người tỷ phú dừng ô tô lại, cầm trên tay 100 đồng đưa cho lão ăn mày và nói: nếu có số tiền này, ông sử dụng vào cờ bạc không? Người ăn mày trả lời: từ nhỏ đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì. Người tỷ phú hỏi: vậy có đem đi nhậu không? Lão trả lời: đi xin cơm không đủ no, làm gì biết tới rượu chè mà nhậu. Tỷ phú hỏi: vậy ông có đàn bà, gái gú gì không? Lão ăn mày trả lời: ăn không đủ no, sức đâu mà gái với gú. Thế ông có hút thuốc không? Lão trả lời:
tiền ăn còn không đủ, lấy gì đâu mà hút thuốc. Người tỷ phú sáng mắt lên và nói, vậy ông cất tiền đi, lên xe với tôi chở ông về nhà, gặp vợ tôi. Lão ăn mày ngạc nhiên và hỏi, để làm gì? Người tỷ phú trả lời, để cô ấy hiểu được đàn ông mà không biết một trong bốn thứ chỉ có đi ăn mày mà thôi. Vậy là hiểu rồi ha. Đây là những người phụ nữ thường mơ ước mà bốn điều không ở đàn ông. Giờ anh muốn là ăn mày hay là tỷ phú? Câu hỏi đấy, có ăn trả lời. Ăn mày hả? Quyết định chưa? Rõ chưa? Thực sự ra đó, nếu mà hỏi chị thì anh Vũ Tấn Đức hồi xưa là tỷ phú rồi. Bà này á, bà ghê lắm. Có ghen không anh? Nói sao? Không biết có ghen không, chồng ớt cay lắm. Bà ngủ bằng đêm. Mà khi mà mình đụng vô bà xô, ra là bằng đêm bà thấy mình là mơ đi với gái. Bà bánh tôi. Mà vô duyên không, tự nhiên cũng làm gì đâu. Mà bao nhiêu lần cũng bị rồi. Em thấy anh với lại Băng Nhi thấy cười vui và thấy hai người rất là hợp với nhau, nói chuyện hợp, care cho nhau. Đằng trước tụi em mà care cho nhau như vậy thì em nghĩ đằng sau còn care gấp trăm lần quý vị. Ước gì là thôi em không muốn care như vậy. Care như vậy bị trả bài mệt lắm quý vị. Thôi một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Trung Nghĩa rất nhiều. Anh dành thời gian cho tụi em cũng như là Băng Nhi đến nói chuyện tâm tình với tụi em cũng như quý khán giả biết thêm về anh và Băng Nhi hơn. Mong rằng là tụi em sẽ có cơ hội để làm việc với anh cũng như là Băng Nhi. Xin anh có đôi lời chào quý khán giả. Thì trước tiên là cảm ơn Thanh Trúc với lại Thủ Tướng Đức đã đến đây, đến tận đây để mà quay cái một buổi này đối với anh là rất là đặc biệt. Yeah. Hôm nay bà xã phải ở nhà nghỉ để bắt anh dọn dẹp trong nhà quá. Yeah. thì để mình có một buổi nói chuyện thật là chân tình giữa hai người. Đúng là thiệt là tụi em như là em út. Thêm một người bạn nói chuyện hơn là phỏng vấn. Yeah. Nhưng mà cho Diệp Anh và Băng Nhi được bộc lộ cái tâm tình với mọi người. Đó là một cái tâm tình mà anh muốn gửi lên mà muốn giữ trong kỷ niệm luôn. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Băng Nhi có đôi lời với quý khán. Và nhân tiện đây em xin cảm ơn anh, chị và VTD Music rất nhiều ạ. Cho vợ chồng em được chia sẻ những cái tâm tình và những cái gọi là thật từ đáy lòng của mình. Để gửi đến tất cả quý vị. Cảm ơn anh Nghĩa và Băng Nhi một lần nữa. Quý vị ơi, rất là đặc biệt tại vì Thanh Trúc làm việc với cũng đi hát show với anh Trung Nghĩa nhiều năm rồi nhưng mà không có bao giờ mà ngồi nói chuyện nhau như vậy hết. Thực sự ra chỉ có gặp hai anh em và ô chào anh rồi xong em rồi gửi bài rồi hát là xong thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là được nói chuyện với anh cũng như là vợ anh là Băng Nhi thì mong rằng những giây phút mà chúng tôi gửi đến quý vị là những giây phút thoải mái cũng như là những lời chia sẻ chân tình đến với quý vị. Nếu quý vị thích những gì chúng tôi gửi đến quý vị, xin quý vị subscribe VTD Music Productions, like và share cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị.